Dạ lắm lắm chiều, lắm chiều, đó. Chiều quý vị cho đến quý vị tối luôn cần, chỉ cần một khúc à. Dẫu hết tình này ta chả nợ anh, chả hết ngày sau vẫn nợ không thôi, chả hết cho người, chả luôn mắt môi nụ cười, chả sống Virginia, Đoàn Phi có thể hát bài Anh là ai được không? Dạ thưa rồi ạ. Tôi và gia đình là khán giả trung thành của đài VHN TV, luôn coi VHN mỗi ngày và thích lắm. Cảm ơn Jessica. Chị Thủy, California, tôi và gia đình xin chúc mọi người trong đài nhiều sức khỏe. Ca sĩ hát hay và Đoàn Phi có thể hát bài Anh là ai tặng cho khán giả được không? Anh nói rất là nhiều người yêu cầu Đoàn Phi bài đó. Anh Phụ ở Illinois, tối thứ tư nào tôi và gia đình đều ngồi ở nhà coi chương trình Công Thành Show, không đi đâu chơi hết. Cảm ơn anh Phụ, cảm ơn Bruce Trần và chúng tôi rất nhiều show, rất là nhiều show và hay và rất thích. Ca sĩ KV đẹp, trẻ, hát rất hay, đẹp trẻ đấy. Đoàn Phi, Công Thành, Nghĩa Sữa, đẹp trai và trẻ trung. Chị Thanh Sacramento gọi vào đài mà chương trình khó quá, chương trình hot quá, mong là chương trình Công Thành và thật là Việt thật thứ năm đài mở thêm đường like để khán giả gọi vào. Cảm ơn vợ chồng anh Bruce Trần còn trẻ mà tài giỏi, tạo cơ hội cho nhiều trẻ em học hỏi tiếng Việt và quây quần với cha mẹ coi chương trình. Cảm ơn Đoàn Phi hát hay và mong Đoàn Phi hát bài Anh là ai tặng cho khán giả. Dạ. Chị Ngọc Diệp ở Massachusetts gửi lời thăm đến Công Thành và Nghĩa Sữa, mong là Đoàn Phi hát Một Thời Đã Yêu tặng cho chị và khán giả được không? Dạ thưa, hết giờ rồi. Tôi và gia đình đang ngồi xem chương trình, tuần nào cũng đón xem hết. Dạ cảm ơn chị Ngọc Diệp. Cô Lan, California, chương trình hôm nay hay quá, Công Thành, Nghĩa Sữa, Đoàn Phi đẹp trai và cây đi cây đẹp gái. Đoàn Phi có thể hát bài Who Are You tặng khán giả không? Dạ không ạ, hết giờ. Tuyết, California, anh Đoàn Phi tuần này anh có đi hát ở đâu không để Tuyết đến ủng hộ anh? Mình là fan của anh đó, anh có thể hát một câu trong bài Tình Ca Người Đi Biển được không? Dạ hết giờ rồi chị Tuyết ơi.
Đoàn Phi tuần này có hát ở Fresno. Nếu quý vị nào ở khu vực Fresno thì xin mời quý vị đến đó. Đó, chị Tuyết ở California này, không biết là chị Tuyết có gần Fresno không? Dạ. Chú Philip ở Georgia gửi lời chào tất cả quý vị trong đài thành công trong năm tới. Đoàn Phi, Nghĩa Sữa, Công Thành, đẹp trai, KV đẹp gái. Nè, hôm nay Công Thành đẹp trai nhưng KV hôm nay đẹp nổi hơn Công Thành. Good. Gửi lời chào đến Đoàn Phi, tôi là fan của Đoàn Phi từ khi Đoàn Phi mới bắt đầu lên hát, mà vừa hát vừa nhảy nữa, chân rất là dẻo. Dạ, vị khán giả tên gì anh? Chú Philip. Hi, chú Philip, cảm ơn chú đã nhìn, thank you. Chị Vina ở Iowa, anh Đoàn Phi có thể hát bài Anh Là Ai được không? Dạ rồi ạ. Chị Hải Yến, New York, gọi 29 lần mới gọi vào được. Cảm ơn chị Hải Yến. Tôi thích coi chương trình Công Thành, rất là hay. Tôi thấy Đoàn Phi hát nhạc lính là the best. Đoàn Phi có thể hát bài Anh Là Ai được không? Dạ. Chúc anh Công Thành luôn thành công, show Công Thành mỗi thứ tư rất là hay và vui. Dạ, cảm ơn chị Hải Yến. Chị Sương, Georgia, khen Đoàn Phi đẹp trai quá. Tôi thích Đoàn Phi nhảy. Đấy, nếu được Đoàn Phi có thể hát bài Lính Lính Đa Tình được không? Dạ thưa, kỳ tới nha, Lính Đa Tình nha, nhớ mấy bài này nha. Gửi lời thăm tất cả mọi người trong đài. Chị Hương ở Georgia, đài VHN TV có nhiều live show hay quá, đặc biệt có thứ tư có chương trình Công Thành hay và vui. Dạ, cảm ơn chị Hương. Anh Công Thành, anh Nghĩa Sữa, đẹp trai. Anh Đoàn Phi có thể hát bài Anh Là Ai được không? Dạ thưa rồi, gia đình 5 người đang coi chương trình và thích lắm. Cảm ơn đài và anh Công Thành. Anh Thành ở Georgia, anh Công Thành đẹp trai nhất trên sân khấu ngày hôm nay. Đẹp trai nhất, 2 lần. Anh Nghĩa Sữa hôm nay không có cái mũ, nên không cần chu cái mỏ. Chị Lucy, Georgia, em thích chương trình Công Thành Show và thích anh Đoàn Phi hát lắm. Mà hôm nay đi về trễ, xin hỏi chiếu lại chương trình là khi nào để đón coi? Dạ thưa, đây cái giờ Cali là thứ Bảy 1:30 tới 3 giờ, Chủ nhật là 9:30 đêm cho tới 11 giờ, và thứ Ba là 1:30 chiều cho đến 3 giờ chiều là chiếu lại. Chị Thảo, Georgia, xin hỏi KV ngày xưa có phải chủ tiệm cà phê Moon Rock ở San Jose không? Phải không? Dạ vâng, đúng rồi. Ui sao hay vậy? Em có mở business ở đó. Chị KV hát hay và đẹp lắm, đứng lên. Công Thành đẹp trai, KV và cả Đoàn Phi ca rất hay và nhảy rất đẹp. Anh Cường, New York, Đoàn Phi hát bài Anh Là Ai. Dạ thưa rồi ạ, cả tặng khán giả. Bé Justin, chú Đoàn Phi hát bài Anh Là Ai tặng cho khán giả rồi ạ. Con coi chú hát bài này rất là hay, mong được chú hát thêm nữa. Cảm ơn bé Justin. Chị Hà, Texas, tôi rất thích show anh Công Thành, anh Đoàn Phi, anh Nghĩa Sữa, đẹp trai quá, đứng lên. Chị Hương ở Indiana, Đoàn Phi có thể ca bài Anh Là Ai được không? Dạ vâng ạ, rất là xúc động, chị thích giọng của Đoàn Phi lắm. Phương ở California, chị KV đẹp gái, Đoàn Phi đẹp trai. Anh Đoàn Phi hát bài đầu tiên tên là gì? Cái bài mà cái gì cho đi Italy đó, spaghetti. Mambo Italiano. Hả? Mambo Italiano. Mambo Italiano. Và... Nói vắn tắt là cái từ spaghetti. Rượu spaghetti. Spaghetti sao? Anh Đoàn Phi có thể hát một bài nữa không ạ? Dạ thưa, hết giờ rồi ạ. Anh Giang, New York, Đoàn Phi có thể hát bài Anh Là Ai của Việt Khang tặng cho chúng tôi nhé. Dạ vâng ạ, vừa mới hát xong. Chị Trinh ở Georgia, xin hỏi anh Công Thành bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa, 28. Mà thấy anh trẻ quá hà. Dạ cảm ơn chị Trinh. Chương trình Công Thành Show hay quá. Tôi và 6 đứa con ngồi coi, thằng nhóc tên Ba, một thằng 8 tháng thôi mà rất thích chương trình lắm. Dạ cảm ơn chị Trinh. Ông Tạ ở Maine, anh Nghĩa Sữa đẹp trai quá. Gia đình tôi 5 người đang ngồi coi chương trình, thích lắm. Anh Trì ở Massachusetts, xin hỏi anh ngồi kế KV là ai, mặc áo đen ngồi kế KV? Dạ thưa, nam ca sĩ Đoàn Phi ạ. Anh Trì mà không thấy nói gì hết, anh Công Thành có thể giới thiệu được không? Dạ thưa, đoàn nam ca sĩ Đoàn Phi của Trung tâm Asia, Judy, Massachusetts, xin hỏi anh Đoàn Phi có phải năm 97 anh học ở trường Hội Việt Mỹ trên đường Trần Hưng Đạo không? Đoàn Phi có học trường Hội Việt Mỹ nhưng mà không có nhớ là năm nào. Ok, đã vậy đúng rồi đó. Tôi thích show Công Thành và cảm ơn là chương trình đã có show rất là hay. Dạ cảm ơn chị Judy, Rebecca, California. Anh Đoàn Phi có ra CD mới không, mà có gì có thể mua ở đâu? Em rất là hâm mộ anh, thích nghe anh hát và hát rất là hay. Rebecca, mua ở Trung tâm Asia. Chú Thịnh, Texas, xin hỏi Đoàn Phi có thể hát một đoạn trong bài Việt Nam Tôi Đâu được không? Dạ thưa, hết giờ rồi chú Thịnh.
Xin cảm ơn chị Lee Maryland. Cảm ơn đài có chương trình Công Thành rất là hay. Vừa nghe đoàn Phi ca bà Anh Là Ai, tôi rất là thích. Anh hát rất hay, đó là chị Lee. Còn ba người nữa. Chị Loan Massachusetts, xin hỏi đoàn Phi, bài Anh Là Ai ra CD chưa? Sắp tới Trung tâm Bây giờ sẽ ra CD ca khúc đó. Đoàn Phi hát bài đó rất là hay. Công Thành và mọi người ai cũng đẹp trai đẹp gái, và tôi rất thích đài VHN TV. Chị Mai Pennsylvania gửi lời thăm mọi người trong đài, xin hỏi đoàn Phi có thể hát lại bài Anh Là Ai được không? Dạ thưa không ạ. Anh hát quá xuất sắc, muốn mua CD của bài hát đó thì làm sao? Dạ thưa chị Mai, sắp ra rồi, Trung tâm Asia sẽ phát hành. Chị Dung ở Virginia gửi lời thăm mọi người trong đài, cảm ơn đoàn Phi hát bài Anh Là Ai quá hay, xúc động lắm. KV và đoàn Phi hát hôm nay quá là hay, lần đầu tiên hát song ca mà ăn ý quá. Có show này rất là thích. Cảm ơn đài VHN TV, cảm ơn chị Dung. Và kính thưa quý vị, hôm nay có những cái sinh nhật sau đây. Ngồi nha, hát theo anh nha. Trước hôm nay là ngày sinh nhật của Hồng Lê, anh Hùng ở Florida, Tyler 4 tuổi Texas, cô Angela ở Texas, bé Tina ở Maryland 4 tuổi, Phương Huỳnh ở Florida, Mỹ Hồng 15 tuổi ở Florida, Phụng Sang Massachusetts, anh Huỳnh Trần ở Ohio, anh Trang Huỳnh ở Michigan, anh Vũ North Carolina, Jonathan Lê Florida 10 tuổi, Benjamin Illinois 3 tuổi, Kevin Vũ North Carolina, Calvin North Carolina, anh Dũng North Carolina, Cindy Arizona 9 tuổi, Loan ở Texas và anh Cu Đỏ North Carolina. Thành xin được hát Happy Birthday để tặng cho tất cả mọi người ngày hôm nay. Happy Birthday to you. Ui, mẹ hay quá. Happy Birthday to you. Happy Birthday Tyler, Angela, Tina, Phương, Huỳnh, Mỹ Hồng, Phụng Sang, Huỳnh, Trần, Trang, Huỳnh, Anh Vũ, Jonathan, Benjamin, Kevin, Calvin, Dũng, Cindy, Loan và anh Cu Đỏ. Trời ơi, anh Cu Đỏ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Và kính thưa quý vị, một lần nữa thành xin được thành thật cảm tạ tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Công Thành Show ngày hôm nay với đoàn Phi, KV. Xin một lần nữa hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối thứ tư tuần sau. I love you. Happy birthday to you.